Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, từ trước đến nay khi nhắc đến công tác xã hội thì nhiều người trong chúng ta thường nghĩ tới các hoạt động tình nguyện hay những phong trào thanh niên. Nhưng mà khi xã hội phát triển thì công tác xã hội đang có xu hướng trở thành một nghề. Vậy nghề công tác xã hội là làm những gì và làm sao để công việc này thoát khỏi tính hình thức? Chúng tôi mời quý vị cùng tham dự cuộc trò chuyện ngày hôm nay với ông Huỳnh Thanh Nhã, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố thuộc Thành đoàn Hồ Chí Minh. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Theo số liệu vừa được công bố vào tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay toàn quốc có khoảng 9 triệu người cao tuổi, 6,7 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hàng vạn người bị nhiễm HIV, nghiện ma túy, bán dâm, ngược đãi, tâm thần, cần được trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, trong số 35.000 người hoạt động công tác xã hội, chỉ có 8,5% các cán bộ, nhân viên, cộng tác viên được đào tạo đúng chuyên ngành. Một thông tin đáng mừng là sau 4 năm thực hiện đề án 32 của Chính phủ về việc phát triển nghề công tác xã hội, đến nay cả nước đã có 40 trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành công tác xã hội. Gần 13.500 lượt người được đào tạo dài hạn để trở thành các nhà hoạt động xã hội. Nghề công tác xã hội đã ngày càng được chuyên nghiệp hóa và phát triển bài bản, tạo tiền đề để hỗ trợ tốt nhất cho những đối tượng khó khăn đang cần được trợ giúp. Thưa anh Huỳnh Thanh Nhã, như tôi vừa chia sẻ, thực sự thì không phải có nhiều người cũng đã biết rõ được công tác xã hội thực sự là những công việc như thế nào. Vì người ta vẫn nghĩ là đó là những công việc tình nguyện, chủ yếu là do đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên đảm nhiệm, chứ không nghĩ rằng là công tác xã hội có thể trở thành một nghề. Vậy thì anh có thể đưa ra một vài cái định nghĩa cơ bản là công tác xã hội thực ra là làm những công việc gì không? Công tác xã hội là giải quyết cái mối quan hệ hài hòa giữa con người với con người. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng tạo một cái hệ thống an sinh xã hội để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được với những cái dịch vụ công tác xã hội. Và qua những cái dịch vụ đó thì sẽ hỗ trợ cho được những cái người có hoàn cảnh khó khăn đó vượt qua được, vươn lên trong cuộc sống, và người ta có tạo được cái ý chí và làm việc như những người bình thường. Như vậy thì cái vai trò cụ thể của những cái công tác xã hội là họ sẽ đóng cái vai trò gì trong việc chăm sóc những cái đối tượng như anh vừa kể ra? Hiện nay thì có rất là nhiều đối tượng để chúng ta được hỗ trợ và chăm lo, về người khuyết tật, người cao tuổi, rồi những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi trẻ em lang thang cơ nhỡ, những người bị nhiễm HIV/AIDS, vân vân. Đó là những đối tượng mà chúng ta cần quan tâm để làm thật tốt cái hệ thống an sinh xã hội, chăm lo được cho những cái đối tượng đó và giúp cho những đối tượng đó thoát được cái sự gò bó bởi vì những cái điều kiện mà chưa có thể vươn lên trong cuộc sống của mình. Anh có thể nêu ra một vài cái đặc điểm đặc trưng của cái nghề công tác xã hội này, nó khác gì với những cái nghề khác không? Thứ nhất, những cái người mà làm những việc công tác xã hội này, người ta phải có một cái chuyên môn về lĩnh vực công tác xã hội, có nghĩa là được đào tạo bài bản trong những trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Hiện nay cũng đã có cái ngành đào tạo về công tác xã hội. Nếu như một sinh viên họ nói họ muốn làm cái công tác này thì họ có thể thi vào những cái ngành nào, ở những trường nào được ạ? Hiện nay cũng có khá là nhiều trường đào tạo về ngành công tác xã hội, thì có những cái ngành như là xã hội học, tâm lý học. Thì kể đến một số trường như là hiện nay là có trường Đại học Khoa học Sở Nhân Văn ở khu vực phía Bắc và phía Nam, rồi trường Đại học Lao động Xã hội, và hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh có thêm là trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đào tạo những cái ngành về công tác xã hội. Vậy thì ngoài việc là để cho xã hội nhìn nhận đây là một nghề, thì những người làm nghề công tác xã hội phải có những cái động thái như thế nào để nó không sa đà vào những chủ nghĩa hình thức hay là những cái phong trào giáo điều? Thứ nhất là những người làm công tác xã hội thật sự phải là phải có cái tâm và thật sự yêu nghề. Bên cạnh đó nữa thì hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành cũng đang hoàn thiện một số cái chính sách cho những người làm công tác xã hội, và người ta sẽ có được những cái chế độ ưu đãi để thu hút được những người làm công tác xã hội và phát triển thành một cái nghề thật sự. Vậy thì từ những cái kinh nghiệm tự thân của Trung tâm Công tác xã hội thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mà các anh đang làm việc hiện giờ, anh có thể chia sẻ là trong những năm qua thì Trung tâm đã làm những gì, những công việc cụ thể đã làm như thế nào để thứ nhất là phát huy được cái hiệu quả của công tác xã hội, thứ hai là góp phần vào cái việc thay đổi cái định kiến của xã hội về công việc này? Nhóm thứ nhất là nhóm hoạt động thường xuyên, thì chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp Tết Trung thu, sinh hoạt hè và Tết Nguyên đán. Rồi tổ chức những cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, những hoạt động về môi trường, ứng phó với lại biến đổi khí hậu. Đó là những cái hoạt động mà chúng tôi thường xuyên làm. Và nhóm thứ hai là chúng tôi cũng đang hướng đến một cái phát triển nghề công tác xã hội,
đó là hiện nay chúng tôi đang phát triển cái phòng dịch vụ công tác xã hội để phát triển cái nghề công tác xã hội đến năm 2020 lan tỏa được trong cả thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể hơn là chúng tôi hiện nay đang tổ chức những cái chương trình hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đang tiếp tục đào tạo những cái chuyên môn về tập huấn trong cái lĩnh vực công tác xã hội cho các đối tượng như là các bạn đam mê làm công tác xã hội. Trong những chia sẻ của anh vừa rồi thì xin phép tôi có một cái thắc mắc là như thế này. Tất cả các công việc anh vừa kể là hướng đến cộng đồng và mang nhiều tính hỗ trợ giúp đỡ. Vậy thì các anh tạo nguồn kinh phí hoạt động của mình như thế nào? Ví dụ như là cái dự án mà chúng tôi đang làm đó là cái hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân tại các bệnh viện. Cái dự án này làm thì tốn cũng khá là nhiều kinh phí, cho nên chúng tôi đi từng bước cuốn chiếu. Có nghĩa là hiện nay chúng tôi đang làm thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là từ đầu năm cho đến hết năm 2014. Giai đoạn 2 là chúng tôi làm tiếp cho đến hết năm 2015. Và giai đoạn 3 là đến hết năm 2016. Thì chúng tôi chia giai đoạn như vậy để chúng tôi có được những cái sự chia sẻ từ cộng đồng. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng có vận động một số cái cơ quan doanh nghiệp để cùng hỗ trợ thêm và cùng giúp sức thêm cho những cái dự án của chúng tôi. Và đó là những cái nguồn kinh phí để tạo cái nguồn hoạt động cho cái việc làm công tác xã hội. Nếu như vậy thì cái nghề công tác xã hội này và những cái trung tâm công tác xã hội hay là các doanh nghiệp xã hội nữa, nó có gì khác với mô hình của các tổ chức từ thiện, giống và khác nhau như thế nào thế? Những cái tổ chức mà hay làm công tác từ thiện thì người ta chỉ làm ở trong một thời gian ngắn và cái hiệu quả cũng chỉ là tức thì và không có cái sự bền vững cho lâu dài. Riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi làm cái những cái hoạt động này mang cái yếu tố là bền vững và giúp đỡ để sau này những cái đối tượng được chúng tôi giúp đỡ, người ta sẽ tự vươn lên trong cuộc sống và không cần sự giúp đỡ của xã hội nữa. Như vậy là chúng ta có thể hiểu là công tác xã hội nó giống như là một loại hình dịch vụ. Tức là chúng ta cung cấp cho xã hội những cái dịch vụ, mặc dù dịch vụ đó có thể là đem lại lợi nhuận, có thể là hoàn toàn phi lợi nhuận. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình ở đây, đây là những hình ảnh về những cuộc ra quân của thanh niên, học sinh, sinh viên cho các hoạt động có thể coi là hoạt động mang tính chất công tác xã hội thật. Một bên có thể hiểu là các hoạt động mang tính chất tuyên truyền và bên kia là hình ảnh rất là nổi tiếng trên báo một thời gian, tức là thanh niên ra quân và làm một con đường. Và người ta nói rằng là mấy cả nghìn người để đi đắp có hơn 100 mét đường. Như thế là người ta thấy là lãng phí cả thời gian, công sức và tiền của nữa và nó không thực chất. Thì trở lại cái vấn đề là các anh đã rất nỗ lực trong nhiều năm qua để đưa cái vấn đề công tác xã hội trở thành thực chất. Thì anh thấy rằng là hiện nay người dân đã nhìn nhận như thế nào về cái công việc của các anh? Thứ nhất là cái việc mà chúng tôi làm mang lại cái tính cộng đồng và nó thể hiện trong cái sự lan tỏa trong xã hội. Qua một cái khảo sát mà chúng tôi thực hiện thì về cái sự hài lòng của người dân đối với việc mà nhìn nhận chúng tôi trong cái thực hiện việc hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân thì cũng đạt trên 75%. Đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà mang đến cái sự hài lòng cho người dân và tạo một cái hệ thống an sinh xã hội trong thời gian tới. Qua những gì mà anh Huỳnh Thanh Nhã vừa chia sẻ thì quý vị có lẽ cũng đã hiểu rõ hơn về công việc của những người làm công tác xã hội. Họ không chỉ là những chiến sĩ tình nguyện mà họ đang làm công việc của mình như một nghề thực thụ. Xin cảm ơn anh Huỳnh Thanh Nhã rất nhiều vì đã giúp khán giả có thể hiểu rõ hơn về một cái công việc mà nó vốn không phải là nhiều người đã biết thực chất công việc đấy là gì. Và đấy là một công việc mà mang rất nhiều những ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Và tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.